theo như Trúc Giang được biết thì du học Úc được chia ra làm nhiều diện thị thực khác nhau. Vậy nếu như mà các bạn sinh viên đăng ký khóa học Anh văn ở Úc thì hồ sơ sẽ thuộc diện thị thực nào? Và chị có thể nêu một ví dụ cụ thể trường hợp hồ sơ ạ? Thì đối với thị thực học tiếng Anh gọi là ELICOT thì cái diện thị thực của nó là 570. Đối với diện du học này thì mức độ xét duyệt sẽ là mức độ 3 và yêu cầu chứng minh là cho toàn cái khóa học tiếng Anh của các bạn tại Úc. Thì theo như luật mới, khi mà xin visa dạng này thì các bạn sẽ không cần phải có bằng IELTS để mà xin visa. Tôi cũng xin đưa ví dụ như sau để các bạn có thể nắm rõ hơn về diện thị thực này. Thì bạn A vừa mới tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn đã đi làm được 2 năm tại một công ty nước ngoài. Bạn này có nhu cầu là học thêm tiếng Anh để mà phục vụ cho công việc của mình. Ba mẹ của bạn này sẽ bảo trợ toàn bộ chi phí khi mà bạn A du học tại Úc. Và đây chính là trường hợp hồ sơ xin visa theo diện thị thực là 570. Và với trường hợp này thì bạn A phải cần chuẩn bị các giấy tờ cá nhân như là giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, các giấy tờ liên quan tới học tập như là học bạ cấp 3, bảng điểm, những bằng cấp liên quan đến cái quá trình học tập của bạn này. Và các giấy tờ như là về việc làm, như hợp đồng lao động, xác nhận việc làm của công ty. Và Tăng Đại Dương sẽ hướng dẫn cho bạn điền form xin thư chấp nhận nhập học từ trường cùng với các giấy tờ để chứng minh là bạn có đủ tài chính để chi trả cho khóa học mà bạn sẽ theo học tại Úc.